Sáng nay, phiên tòa phúc thẩm vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh với các bị cáo là nguyên lãnh đạo công ty VN Phạc Ma và đồng phạm diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ngay sau phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa đã quyết định rời phiên phúc thẩm sang tháng 3 tới. Theo đó, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Võ Văn Khoa đã ra quyết định hoãn phiên tòa trong sáng nay nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật và quyền lợi của những người liên quan. Phiên tòa hôm nay đã triệu tập 12 bị cáo, kể cả những người không kháng cáo bản án sơ thẩm, đồng thời triệu tập gần 200 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, bị cáo Phạm Anh Kiệt cáo bệnh vắng mặt nhưng không có hồ sơ bệnh án. Luật sư bào chữa cho bị cáo này có đơn xin hoãn phiên tòa. Bị cáo Hoàng Trúc Vi cũng vắng mặt không lý do. Theo bản án sơ thẩm, năm 2013, bị cáo Nguyễn Minh Hùng đặt mua thuốc H Capita 500mg trị ung thư của Võ Mạnh Cường, đồng thời chỉ đạo cấp dưới thuê người viết hồ sơ kỹ thuật, các con dấu tài liệu giả để Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu 9.300 hộp thuốc này về Việt Nam. Ngoài ra, các bị cáo còn nâng khống giá thuốc để ăn tiền chênh lệch. Số thuốc trên được xác định giả về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và không dùng để chữa bệnh cho người. Quá trình điều tra xác định lô thuốc H Capita được sản xuất tại Ấn Độ, liên quan đến sai phạm tại Cục Quản lý Dược Bộ Y tế trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc H Capita tháng 9 năm 2019. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Dược.